so sánh nên chọn cabin kính 135 độ hay 180 độ. Xin mời quý vị và các bạn vào video cửa kính cường lực quang Nam Phát Glass để mà cùng công ty chúng tôi sẽ chia sẻ bóc tách cho quý vị và các bạn để mà quý vị và các bạn có những được những sự lựa chọn sáng suốt cho cái cabin kính của mình. Quý vị và các bạn nếu như mà đã từng một lần va chạm đến thiết kế hoặc là đã từng làm cabin kính cường lực phòng tắm thì qua video này quý vị và các bạn chắc chắn sẽ có được rất nhiều kiến thức, bởi vì là quý vị và các bạn đã từng va chạm nên là tôi nói quý vị và các bạn chắc chắn sẽ rất dễ hiểu và hiểu ngay qua video này. Nếu như mà những cái không gian mà quý vị và các bạn đã xây dựng 3 mặt tường và chỉ có một lối đi ra đi vào rộng khoảng tầm 90 phân đến 1,5 mét, thì quý vị và các bạn chắc chắn không bao giờ có thể làm được cabin kính 135 độ được, mà chỉ có thể làm được cabin kính 90 độ hoặc là 180 độ thôi. Đấy, vậy cabin kính cường lực 135 độ chúng ta làm trong những trường hợp nào? Trong những trường hợp mà quý vị và các bạn thiết kế mặt chiều rộng của cái phòng tắm đó nó khoảng tầm từ 1,5 mét, và chiều sâu cũng khoảng tầm từ 1,5 mét trở lên cho đến có thể là 2 mét và 3 mét. Chúng ta từ đó thì chúng ta tận dụng hai mặt tường và chúng ta sẽ làm hai mặt vách kính vuông góc với nhau. Đấy, vuông góc cùng với lại hai mặt tường sẵn có và hai vách kính vuông góc luôn. Và đến cái điểm vuông góc thì chúng ta sẽ cắt chéo nhau để làm một cái cánh cửa 135 độ. Thì trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể lắp cabin kính 135 độ được.